Năm chữ vàng này có thể giúp bạn thổi bay mọi khó khăn, bế tắc trong cuộc đời. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc đời thăng trầm, lên xuống vô định. Ai cũng từng trải qua lúc khó khăn, bế tắc. Khi vượt qua nó, thành công sẽ tới. Chỉ với năm chữ vàng đơn giản này, nhưng nếu làm được, bạn sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn, bế tắc trong cuộc đời, tâm tưởng lúc nào cũng nhẹ nhõm, để tiến tới những thành công to lớn. Hãy tu luyện cho bản thân năm chữ vàng dưới đây để sống hiên ngang giữa dòng đời vạn biến bạn nhé. 1. Tĩnh. Đôi khi im lặng là vàng, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm thái của chính bản thân. Vì cũng có khi người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng. Nói nhiều đồng nghĩa với việc không thể kiểm soát hành vi. Càng nói nhiều càng dễ bị nói hớ, dễ đi chệch hướng. Vậy nên cần phải tĩnh tâm, suy nghĩ thấu đáo rồi mới làm, ắt tìm ra định hướng trong cuộc đời, thành công ắt tới. 2. Bình. Bình ở đây chính là bình tĩnh, bình thản và cân bằng trong nội tâm. Cuộc sống hối hả, dòng đời xô vồ, tâm ai bình thản người ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn người khác. Bình cũng là cách đối nhân xử thế khéo léo. Bởi dục tốc bất đạt, nóng vội sẽ đưa ra quyết định sai lầm. Khó khăn chồng chất khó khăn, bế tắc vẫn hoàn bế tắc. 3. Nhẫn. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. Vậy nên mới có câu, nhẫn nại để thể hiện sự độ lượng, tha thứ những việc không thể thay đổi được, có dũng khí để thay đổi những việc có thể thay đổi được, có trí tuệ để phân biệt được hai loại sự việc trên. Làm được những điều này, bạn đã là người thành công rồi đó. 4. Nghe. Bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. 5. Nhẹ. Càng xem nhẹ mọi thứ, tâm càng dễ thanh tịnh, hạnh phúc càng ngập tràn. Danh lợi, tiền bạc chỉ là vật phù du, chết rồi có mang theo được đâu. Buồn tủi, giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây là 60 lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống, càng nghe càng tâm đắc. Trong cuộc sống có đôi khi, nếu bạn cảm thấy con đường phía trước u tối, mông lung, mờ mịt, đừng lo. Hãy mở video lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống này ra và bạn sẽ lại mỉm cười, có thêm động lực để bước tiếp. Đạo Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Hãy lắng nghe những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống, sẽ mang lại cho bạn chỗ dựa tinh thần khi phải đối mặt với những trở ngại trên con đường đi tìm thành công, hạnh phúc của riêng mình. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. 1. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như. Hãy tịnh tâm mà an tỉnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. 2. Mỗi khi mỏi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình tiếp tục đi, đừng dừng lại. Mỗi bước có thể khó khăn hơn nhưng đừng dừng lại. Viễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh. 3. Nó chỉ là vấn đề nếu con nghĩ nó là một vấn đề. 4. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho con. 5. Nếu không có được điều con muốn, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến. 6.
hiểu và biết ơn những nỗi sợ. 7. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. 8. Đã từng trải qua khó khăn, chứng minh thành công cách con không xa. 9. Đừng để quá nhiều những việc của ngày hôm qua chiếm lấy ngày hôm nay của con. 10. Những thứ đã mất đi kỳ thực là do chúng chưa từng thực sự thuộc về con. Vậy nên đừng nuối tiếc, lại càng không cần phải nhất quyết đòi lại cho bằng được. 11. Trước khi thành công, đừng nói cho bất kỳ ai. 12. Cuộc sống mệt mỏi một nửa là vì sinh tồn, một nửa còn lại là vì dục vọng và sự so sánh. 14. Hãy đối xử tốt với bản thân mình một chút, bởi lẽ đời người dài chẳng tày gang. Hãy đối xử với những người xung quanh tốt một chút, bởi vì một đời chưa hẳn đã có thể gặp lại nhau. 15. Xin lỗi là một sự chân thành, không sao, là một phong thái. Nếu con đã xin lỗi một cách chân thành, nhưng lại không được đền đáp lại bằng phong thái không sao thì chỉ có thể nói rằng đối phương là kẻ vô tri và thô tục. 16. Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn. Một ngăn chứa niềm vui, một ngăn đựng nỗi buồn. Đừng cười lớn tiếng, nếu không sẽ khiến bi thương bên cạnh thức giấc. 17. Chỉ cần chân của con vẫn đứng trên mặt đất, thì con đừng coi nhẹ bản thân. Chỉ cần con vẫn còn sống trên trái đất này, thì đừng coi bản thân mình quá vĩ đại. 18. Mong con đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 19. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. 20. Nếu con không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não, vì chính tâm con không buông xuống nổi. 21. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 22. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 23. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao con không đi tìm ánh sáng? 24. Con hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. 25. Con phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu. Thậm chí họ đã làm tổn thương, con phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. 26. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 27. Khi nào con thật sự buông xuống thì lúc ấy sẽ hết phiền não. 28. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao con lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao con phải chứa đầy những não phiền như vậy? 29. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của con đi. 30. Con cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế con sẽ rất đau khổ. 31. Chỉ cần đối diện với hiện thực, con mới vượt qua hiện thực. 32. Nếu có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 33. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có. Cảm ơn đời những gì tôi không có. 34. Sự kháng cự của bản thân với những gì xảy ra xung quanh tạo nên sự đau khổ của con. 35. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận. Lấy hiền lành để thắng hung dữ. Lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam. Lấy chân thật để thắng giả dối. 36. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 37. Thất bại không phải là bạn không biết làm điều gì đó. Thất bại là bạn biết nhưng không làm. Hãy thành thật với bản thân, hành động theo tiếng nói của trái tim để đạt được điều bạn mong muốn. 38.
Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Con muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 39. Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. 40. Trên đời việc gì cũng đều có lý do, không thể cưỡng cầu. 41. Với người, đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. 42. Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. 43. Người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn 1000 lần người chinh phục ngàn người trên chiến trường. 44. Hãy vững như bản thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. 45. Đừng lãng phí một phút giây nào, những phút giây lãng phí sẽ khiến con đi thụt lùi. 46. Có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thịnh ắt có suy. Khi vui, con hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi đau khổ, hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường. 47. Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. 48. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. 49. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. 50. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. 51. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng, nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẽ bàng. 52. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. 53. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công, vì việc dễ thành công thì lòng mình thường kiêu ngạo. 54. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm niềm vui, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi sự thi ân như đôi dép bỏ đi, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. 55. Không quan trọng quá khứ của con khắc nghiệt thế nào, luôn luôn có thể bắt đầu lại. 56. Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn, và những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc. 57. Cuộc hành trình ngàn dặm phải bắt đầu từ những bước đầu tiên. 58. Cuộc sống không có nghĩa là dễ dàng, nó luôn luôn biến động, đôi lúc hạnh phúc, có lúc lại khổ đau. Nhưng với tất cả những bước thăng trầm trong cuộc sống, con lại học được những bài học làm cho con mạnh mẽ lên. 59. Khi cuộc sống đặt con vào chuyện thế khó khăn, đừng bao giờ nói tại sao lại là tôi, mà hãy nói tôi sẽ cố gắng. 60. Rất nhiều người sợ nói ra những gì họ muốn, đó là lý do tại sao họ không có được những gì mình muốn. 61. Con không thể chặn những con sóng, nhưng con có thể học cách làm thế nào để lướt sóng. 62. Không có thất bại, chỉ có những cơ hội học hỏi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ. 5 chữ vàng này có thể giúp bạn thổi bay mọi khó khăn, bế tắc trong cuộc đời. 60 lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống, càng nghe càng tâm đắc. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Xin lưu ý, nếu quý vị nào thấy video không hay thì mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Còn nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công.
Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.